kính chào quý vị và các bạn trời rét là trạng thái thời tiết chủ đạo ngày hôm nay tại Hải Phòng. Nền nhiệt sáng nay tiếp tục giảm so với cùng thời điểm hôm qua ở mức 13 độ. Tuy nhiên đến trưa chiều, chiều trời có lúc hứng nắng kéo nền nhiệt lên ngưỡng 17 độ. Sang ngày mai dự báo khu vực trung tâm thành phố và hầu khắp các vùng phụ cận trời vẫn rét không có mưa, trưa chiều hứng nắng. Nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày hôm nay, dao động từ 14 đến 20 độ, độ ẩm không khí từ 80 đến 85%. Hình thái thời tiết này tiếp tục duy trì đến hết ngày mùng 4. Dự báo sang đến ngày mùng 5 tháng 12. Hải Phòng có mưa, kéo theo nền nhiệt sẽ giảm thấp hơn nữa, tạo ra một đợt rét kéo dài. Ở các vùng khác trên cả nước, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ giao động từ 12 đến 20 độ. Riêng khu vực Tây Bắc, nhiệt độ là từ 20 đến 23 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 25 độ, độ ẩm cao từ 90 đến 95%. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Dự báo lượng mưa từ tối nay đến trưa ngày mùng 4 tháng 12, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, tổng lượng mưa là từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 180 mm. Còn khu vực từ Quảng Bình, Bình Định đến Bình Thuận, tổng lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều có chung hình thái thời tiết là mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Tây Nguyên có nền nhiệt từ 19 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Còn Nam Bộ, nhiệt độ quanh ngưỡng từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Quý vị thân mến, được mệnh danh là xứ sở ngàn hoa, cùng với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, Đà Lạt luôn thu hút và làm say lòng bất cứ du khách nào đặt chân đến đây. Đà Lạt luôn chuyển mình trong màu áo mới qua mỗi mùa, sắc hoa rực rỡ thay đổi liên tục từ xuân sang đông. Đặc biệt trong tháng 12, lễ hội Festival Hoa Đà Lạt đang được diễn ra rất hấp dẫn và lôi cuốn. Khi tới lễ hội, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vườn địa đàng với muôn vàn loài hoa đang khoe sắc mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động mới mẻ và thú vị. Đây sẽ là một gợi ý hấp dẫn cho quý vị vào dịp cuối tuần và như thường lệ cuối bản tin sẽ là những thông tin thời tiết khu vực Hải Phòng trong 3 ngày tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.